Vâng, em xin mến chào các bác. Em xin chào bác khách ở ngoài Quảng Ninh. Thì xin thưa với các bác và xin thưa với bác khách, thì em vừa mới đi làm về và về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi. Sau khi mà tưới cây xong thì em bật điện lên và xin quay và cũng xin chia sẻ và gửi đến bác hình ảnh cái cây mà hôm nay bác hỏi nha. Thì em cũng xin thưa rằng đây là cây lan kiếm Thái số 1, có cái tên là cái gì, Zindan đấy ạ, được mệnh danh là hoàng tử của xứ mặt trời. Người Thái thì đã từ lâu gọi là cây lan kiếm số 1. Và em thì ngày xưa sưu tầm cái cây này thì nó có cái giá thành rất là cao, nhưng mà bây giờ thì lan nó rẻ rồi. Và đặc biệt ấy, thì là người Việt của ta thì ngày xưa nhập về thì bán với cái giá thành rất là cao, 25-30 triệu một thân. Sau đó thì là chúng ta kỳ thị là cây giữa cây Việt và cây Thái nhập. Nhưng mà đây là một cây lan kiếm rừng Thái, có cái mặt hoa rất là tuyệt vời. Đây của em nó đang nở đây bác, nó đang nở đây. Em quay buổi tối cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Đây. Đây là buổi tối nha, em quay buổi đêm này. Đấy, đang quay này, cần hoa này. Đấy, cần hoa dài 1 mét và lưỡi hoa của nó đây. Đấy, hoa màu vàng, cần thì xanh, có một cái lưỡi đỏ gần bệt, nhưng mà nếu mà chăm sóc tốt thì nó mới bệt được các em, chăm sóc tốt nó mới bệt, còn nó gần bệt. Và đây hai cái cây em giới thiệu quay đến bác thì quy cách này, cây mẹ này 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá, và bên này cũng 4 lá là 8 lá. Đây là cây mẹ và bên kia là cây con, tức là một cặp. Thì cái cây mẹ này em vừa đo ngang chữ V này là nó được khoảng hơn 4 cm, và cây này cũng vậy. Còn cái chiều dài của cái lá này thì nó khoảng trên 50 cm, 2 thước. Còn đây là cái cây con thì em vừa đo ngang đây là nó là 5 cm bác nhá, đo ngang chữ V đấy. Và đây là em xin quay tổng thể cho bác. Em đang trồng trên một cái chậu đây, cái thước này 20 phân của em. Để như này để cho bác hình dung. Đấy, đây. Và bây giờ em xin quay cái mặt sau để cho bác chiêm ngưỡng. Và em cũng xin báo giá luôn cho bác là cái cặp này là em lấy bác 2 triệu. Em bao ship và gửi đến tận đến nơi cho bác. Nếu dập gãy gì thì em xin chịu trách nhiệm. Anh em thương lượng hoặc có thể là có những các cái thương lượng sau. Nhưng mà em gửi em cứ cho vào thùng xốp, em đóng em thùng xốp em gửi thì chưa có cái đơn hàng nào nó bị dập hỏng gãy cả. Bây giờ em quay cái mặt đằng sau để cho bác xem nha. Bây giờ thì mời bác ngắm cái mặt đằng sau. Mặt đằng sau của cái cây này nó là một cái cây con đấy. Một cây con thì lá đây, lá con của nó đây. Thì nó cũng được 5-6 lá. Đây là một cây tơ. Và em mới trồng cho vậy mà đây rễ nó đang ra đầy luôn gốc nha. Đấy, rễ rất là khỏe. Và đây có cái măng này, đây là cái măng, cái mầm nó đang lên này. Cái mầm nó đang lên này khoảng gần đốt ngón tay rồi. Một cái cặp này rất là khỏe lực, và bác về chăm sóc thì chắc chắn rằng chỉ sau 1 năm thôi thì nó cũng sẽ đẹp được như cái chậu kia của em.
đấy là cái điều là cam kết. Còn ở đây thì em trồng nó rất là đơn giản, chỉ có là xỉ than tổ ong với vỏ thông này, và em cho thêm một ít cái giá thể líp va, mà cái bác không có cái này thì cho thêm một ít sơ dừa nữa thôi. Còn cái phân dê này là vì em thấy nó ra rễ rồi nên là hôm vừa rồi em mới bỏ thêm nó vào đấy. Thế thì tất cả là em quay cho bác xem tổng thể của cái cây lan kiếm số 1 Thái Lan, và em cũng chỉ còn mỗi hai cái thân này duy nhất có thể chia sẻ. Còn cái chậu này của em thì em chưa phá, bây giờ nó rẻ rồi thì cũng không phá các bác, để chơi cho nó thích đấy. Cành hoa của nó đây, cành hoa của nó các bác thấy nó có phê không? Còn thân lá của nó đấy, 5 sen hết các bạn, 5 sen. Đây là một cây lan kiếm em đánh giá rằng là khá là tuyệt vời nhé. Khá là tuyệt, đặc biệt là nó có cái lưỡi, có cái lưỡi đỏ rất là điểm nhấn so với những các cái cây vàng trắng khác. Vâng, thôi vậy em xin quay một đoạn video clip, mặc dù là trời nó tối thì em cũng xin quay gửi đến bác. Có gì thì bác cứ nhắn tin báo cho em rồi em sẽ gửi cây cho bác. Thôi em xin chào các bác nha, xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác.